Xin kính chào quý vị. Hãy có mình đang có mặt ở đường Tân Sơn Nhì. Phía trước là góc với đường Trường Vĩnh Ký quẹo phải, còn bên trái là quẹo đường Gò Dầu quý vị. Đi ra Bình Hưng Hòa đó. Tối ngày 24 tháng 7 2017. Trời Sài Gòn không mưa gì, đang khô ráo. Nhiệt độ bây giờ khoảng 27 độ C. Quán phở Anh cũng nổi tiếng ở đây á gì. 35.000 đồng một tô. Bên trái đây là đường Nguyễn Củ Đàm. Tắt qua đường Tân Kỳ Tân Quý vậy. Còn bên phải đây là đường Diệp Minh Châu. Đi vô khu đường đây, quán bún bò Huế nổi tiếng đông khách. Buổi tối Sài Gòn dọc theo vỉa hè là quán ăn, quán nhậu gì thấy. Và các cái shop cửa hiệu người ta ráng mở tới 9-10 giờ đêm ấy vậy. Thì ban ngày người ta đi làm về, tối tắm rửa cơm nước xong thì mới đi shopping. Bên trái là cái nhà hàng Làng Tre nổi tiếng hay nhạc trẻ thì con cà phê ấy vậy. Đây là khu vực quận Tân Phú, ngày xưa là đây là khu vực quận Tân Bình, hướng đi ra đường Trường Chinh, đường Cách Mạng Tháng 8 nữa vậy. Rồi, góc bên phải là chuyên đổi số trúng bán vé số với chi phí là 0,1%. Đây là ngã tư Tân Sơn Nhì với đường Trường Chinh ấy vậy, thuộc phường 13 Tân Bình. Đó, đi thẳng luôn là đi Củ Chi Tây Ninh ấy, đi lên ngã tư An Sương đó. Bây giờ mình quẹo phải vô cái hẻm này để tắt qua đường Tân Kỳ Tân Quý, quẹo qua đường Cộng Hòa. À, hẻm khuya vắng Sài Gòn. Rồi, đây là ngã ba Tân Kỳ Tân Quý với đường Cộng Hòa ấy vậy. Đó, quẹo phải đây là đường Cộng Hòa, còn quẹo trái là đi ra ngã ba Bũi Tàu với đường Trường Chinh, đi về cầu Thâm Lương đó. Rồi, đây là hướng về Lăng Cha Cả. Phía trước cái gì là tòa nhà Y Sao, một
cái căn hộ văn phòng. Ở trong đó có cái hồ bơi đẹp lắm quý vị. Đây đang chờ đèn đỏ ngã tư đường ấp Bắc cái gì. Rồi phải là đường đi ra ngoài đường Trường Chinh lại đó. Có đoạn nào vắng chạy nhanh nhanh chút, quý vị bị ồn thông cảm nha. Rồi đây là cái cầu vượt Hoàng Hoa Thám quý vị. Thì phía dưới đó là cái ngã tư đường Cộng Hòa với đường Hoàng Hoa Thám á. Cái là vô khu vực sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất đó, vô sân bay trực thăng. Còn quẹo phải là đi theo đường Hoàng Hoa Thám đi ra lại đường Trường Chinh. Còn đi thẳng đây là đi ra ngã tư Bảy Hiền nữa quý vị. Xin lỗi, đi ra Lăng Gia Cả. Ở Việt Nam mấy cô hay chạy xe tay ga đó vậy. Nó gọn, nó dễ thao tác, nó giống như xe hơi mình chạy xe số tự động á. Mấy cô mặc váy đi nó dễ điều khiển hơn. Bên phải đây là xe, siêu thị Lotte Mart. Bên trong đó có cái rạp phim cinema ấy. Bây giờ mình đi là mình lấn lên làng xe hơi cái gì. Đây mới đúng là cái lane dành cho xe gắn máy nè. Rồi phía trước là giao lộ đường Cộng Hòa với đường Úc Tịch. À, bên phải trước đây là siêu thị Maximax Cộng Hòa, bây giờ đã sang chủ bán cho thằng Vincom á, thì thấy không? Tiệm máy vi tính Phong Vũ, thương hiệu bán máy vi tính nổi tiếng Sài Gòn ấy. À, mấy cô hay chạy xe tay ga nhái theo kiểu xe Vespa ngày xưa đó. Wow, chở đồ dữ không. Rồi bây giờ qua cái cầu vượt bắt qua Lăng Gia Cả. Đây quý vị thấy nó mở cái đèn led ở dưới cái thành cầu á, nên cái ánh sáng nó dịu và đi nó không có bị chói mắt cái gì đó. Bên phải đây là Lăng Gia Cả là cái gì, là đường Hoàng Văn Thụ, quẹo phải là ra ngã tư Bảy Hiền đó.
Và bên trái là cái đường sân bay Tân Sơn Nhất đi ra nè. Rồi xuống dốc cầu bên đây là đường Hoàng Nhân Thụ quý vị. Đi thẳng đường này là đến ngã tư Phú Nhuận, đi về ngã tư Hàng Xanh, đi về Lăng Ông Bà Chiểu quý vị. Bên phải là cái chung cư mới này, nó xây từ cái tòa nhà chung cư cũ nó đập ra vậy. Đó, mình sẽ quẹo trái theo cái cô ở phía trước này. Rồi quẹo phải đây là đi về cầu Công Lý, về chùa Vĩnh Nghiêm, về trung tâm quận 1 cái gì. Mình quẹo trái đây đi vô sân bay Tân Sơn Nhất. Ok, thank you, see you quý vị clip tiếp theo nha.